số 11 tượng trưng cho nguyên lý của sự khai sáng. Nó tôi lên mọi thứ sự kịch tính, hư ảo, tinh tế về nghệ thuật và chất lượng sáng lóa. Nó không thực sự thực tế, nhưng đi tìm những tư tưởng mới trong cách nhìn và triết lý độc nhất vô nhị của mình. Nguồn năng lượng của nó rất khỏe, mạnh mẽ, hay thay đổi, dao động giữa hai thái cực đối lập và huyền ảo. Tài năng. Tìm đến những sự thật thiêng liêng, biến đổi, thơ mộng, lãng mạn. Thử thách. Mơ tưởng, cô lập, dị ứng nhiều hoàn cảnh, dễ bị kích động quá mức. Mục tiêu cá nhân. Sống cuộc sống của giấc mơ. Sợ hãi. Vất vả, bị cấm đoán, xấu xí, buồn chán. Nghề nghiệp. Sẽ thành công với ngôi sao, nhà thơ, nhà sáng chế, nhà tâm lý, bộ trưởng, nhà thiết kế, người đẹp, nhà huyền bí. Ưu điểm. Người mang con số đường đời 11 có khả năng trở thành một người hòa giải tốt. Sức mạnh của số 11 đến từ khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Số 11 sắc sảo và nhạy cảm, đồng thời dễ dàng đồng cảm với người khác và thường đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân. Số 11 là những người có nguồn năng lượng sống dồi dào và có thể truyền ngọn lửa nhiệt tình hừng hực cho những người xung quanh mà ngay cả chính bản thân mình cũng không nhận ra. Sức sống cuồn cuộn chảy trong số 11 một cách tự phát. Điều này cho số 11 năng lực để thay đổi cuộc sống của mình, nhưng đôi khi cũng đem lại những xung đột nội tâm. Số 11 có đời sống tinh thần phong phú, nhưng ý tưởng, tư duy, sự thấu hiểu tới với số 11 một cách dễ dàng, không phải gò bó, cưỡng ép. Dường như với số 11, luôn có một cây cầu nối giữa ý thức và vô thức, khiến số 11 luôn có trực giác tốt và khả năng sáng tạo cao. Số 11 dễ bị cuốn hút bởi những đề tài về văn hóa, tôn giáo hoặc những điều bí ẩn. Số 11 nhận thức mình rất rõ và là người hiểu được sự đặc biệt của mình. Lịch thiệp, khôn khéo, kiên trì và sẵn sàng hợp tác, số 11 hoạt động tốt trong môi trường làm việc nhóm và biết cách để tạo ra sự hòa hợp giữa những ý tưởng trái ngược nhau. Số 11 có suy nghĩ và hành động rất cởi mở, có thể chấp nhận nhiều luồng tư tưởng, đồng thời cũng rất trung thực, khiêm tốn và nhã nhặn. Số 11 hơn những con số khác ở mọi hoạt động mang tính cộng đồng vì có thể tiếp xúc và hòa đồng rất tốt. Phong cách ứng xử tế nhị và khéo léo là điểm nổi bật của số 11 trong các mối quan hệ, và nhờ vậy, số 11 không phải là người nắm vai trò lấn át hoặc chi phối một nhóm người, mà là người bảo vệ sự hài hòa và hợp tác của nhóm. Số 11 luôn mong muốn đạt được sự chính xác và thậm chí là sự hoàn hảo trong mọi việc mình làm. Số 11 có trực giác tốt, suy nghĩ cấp tiến, có lý tưởng và biết nhìn xa. Số 11 có tài ngoại giao nhờ biết sử dụng khả năng thuyết phục hơn là tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Những rắc rối khó khăn được số 11 giải quyết một cách uyển chuyển và dựa nhiều vào tài ngoại giao hơn là sức mạnh tiền tài, địa vị. Có thể số 11 không phải là một người lãnh đạo, nhưng số 11 lại là một người tài. Trong quan hệ, số 11 tinh tế và nồng nhiệt, luôn nhận thức và thỏa mãn được nhu cầu của đối phương. Tuy nhiên, nếu cảm thấy mình bị đối xử tệ bạc hoặc phản bội, số 11 sẵn sàng phản ứng lại một cách dữ dội và nhiều khi là oán hận. Số 11 biết thưởng thức cái đẹp và có khiếu hài hước, điều này khiến nhiều người thích làm bạn với số 11. Nhược điểm. Sự tinh tế và nhạy cảm của số 11 vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu, bởi trong khi nó giúp số 11 hiểu và cảm thông được với người khác, nó cũng có thể khiến anh ta không vận dụng được hết năng lực của mình. Nó khiến số 11 nhút nhát, ngại đối đầu thực tế và không có tính quả quyết, khó đi đến quyết định. Nó khiến lòng tự tôn của số 11 vừa mỏng manh vừa dễ vỡ trước ánh mắt và những lời nhận xét tiêu cực. Vì dễ bị tổn thương, số 11 có khuynh hướng che giấu, không để lộ những suy nghĩ thầm kín và không dám nói lên ý kiến của mình. Tài năng của số 11 là con dao hai lưỡi. Số 11 dễ bị sa lầy vào sự tự kiểm điểm, tự phê phán bản thân. Điều này khiến số 11 tuy thường thành đạt hơn người khác, nhưng quá trình phát triển của số 11 diễn ra chậm hơn nhiều. Sự bức bối, nản lòng là cảm xúc hay thấy ở số 11 vì số 11 thường mong đợi rất cao ở bản thân mình. Những mong đợi đó không phải là lúc nào cũng thực tế. Số 11 có thể thiết kế cả tòa nhà chọc trời trong khi những gì cần thiết lại chỉ là một ngôi nhà nhỏ. Ý tưởng của số 11 nhiều khi mơ mộng và viển vông thay vì tìm đến giải pháp có tính khả thi cho những vấn đề của họ. Số 11 cũng dễ suy sụp và mất phương hướng nếu không tự hiểu được chính mình. Số 11 có nhiều tham vọng hướng tới những điều lớn lao và khả năng để đạt được chúng, nhưng nếu không thể tự tin thì những mong muốn đó sẽ thất bại. Trong quan hệ, số 11 đòi hỏi cao ở chính mình và đối phương. Số 11 dễ gặp phải những trải nghiệm đem lại sự thất vọng nặng nề
làm họ mất cân bằng với những cảm xúc tiêu cực và tự trách móc chính mình. Lời khuyên số 11: nên tìm đến những môi trường hài hòa, nghe nhạc nhẹ, thiết lập một chế độ ăn uống lành mạnh để giữ sự thanh bình và cân bằng trong cuộc sống. Số 11: cần tìm được điểm chung giữa những ý tưởng mơ mộng và đời thực. Mang nhiều đặc điểm tốt đẹp của số 2, thậm chí ở mức cao hơn, nhưng số 11 cần nỗ lực hơn nhiều để phát huy những đặc điểm đó trước khi chúng thực sự có tác dụng trong cuộc sống.